Hello xin tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Yummy đây. Tà là hôm nay thấy mình rất là lạ đúng không? Do mình cắt tóc đó. Mình cắt tóc gì, lý do gì? Thì nhiều bạn rất là thắc mắc cứ hỏi mình hoài. Đó chính là mình rất là nóng. Mọi người nghĩ đi, cái thời tiết hiện tại á, thì á, mình để tóc dài đi ra đường cho nó xù xù bay vô mặt nữa, mình rất là khó chịu luôn. Nên thế là mình quyết định giữ lại tóc, do mình nhộm quá nhiều, nó hư tổn quá nhiều, mình đã cắt tóc để có một mái tóc mát mẻ như bây giờ đó. Mọi người thấy mình rất là hợp lý. Còn hôm nay để có video này sẽ là nhiều bạn cứ kêu là chị Yummy ơi dressing đi, chị Yummy ơi làm guitar đi, chị Yummy ơi. Mình có một ý tưởng này rất là hay và rất là táo bạo từ một bạn fan comment, đó đến là chị Yummy ơi, chị hãy dressing những clip cũ vlog thời đầu tiên của anh Hi Ha đi. Mình thấy rất là hợp lý vì cái yêu cầu đó của bạn đó, nên thế là hôm nay mình bắt buộc phải ra một video này để cho các bạn thấy được cái reaction về Hi Ha như thế nào. Và nếu các bạn thích những video reaction của Yummy thì hãy để lại cho Yummy một nút đăng ký cũng như một like, một share để giúp cho mình lên được 200k subscribe sớm nhất nha mọi người. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Ok mấy bạn ơi, để mình nói cho mấy bạn nghe, cái clip này á là do mình hack trên channel của Hi Ha. Mình lấy được cái clip này Hi Ha không có công khai cho mọi người, đã từ năm 2016 rồi đến nay đã là 3 năm trước. Cái clip này đã là 3 năm trước thời trẻ trâu của Hi Ha. Bây giờ mọi người cùng xem với mình nha. Đây. Đó. Okay, ăn mì cay đồ. Channel mình hôm nay mình sẽ làm thử hack về mì cay này. Đây là mì cay. Ok bây giờ ta sẽ là ăn mừng 4 ngàn subscriber đó các bạn. Ồ, này thì ăn mừng 4 ngàn subscriber, ghê không? 4 ngàn là ăn mừng rồi nha bạn, mấy bạn. Mình 100 ngàn mình còn chưa ăn mừng, cái này mới 4 ngàn đã ăn mừng rồi. Giữ được nha. Ok, tiếp tục nè. Bóc cái tem cái gói này ra. Bóc luôn. Tem luôn. Chơi luôn. Đấy. Chơi luôn. Cái này hơi bị cay nha các bạn. Làm, quên nữa. Mấy bạn đã ăn cái loại mì cay này chưa? Cái mì cay này mình nghĩ là nó rất là hot tuần một thời ấy. Ở Việt Nam như là một cơn sốt vậy, ai cũng đua nhau đi là mua cái mì cay này ăn. Mì cay là của Hàn Quốc nha, nó là thuộc dạng mì trộn. Mình nói thật thì nó rất là cay. Mình khuyến cáo là những bạn ít ăn cay thì không nên ăn cái gói mì này. Vì có uống sữa nó cũng cay hơn thôi. Ok, tiếp tục nào. Ok, bấm nó ra. Bấm nó. Bập. Tính ra ông đang cắt luôn á mọi người. Băm nó da, băm nó da. Trời ơi. Đó, trời ơi, đeo đồng hồ rồi sốc. Mặc áo gì đây? Đồ, mặc áo hình như là mặc áo Adidas mọi người à. Ok. Rich kid mọi người, 3 năm trước đó là một rich kid okay, nha. Ok, mình đã cắt nó ra hình phát. Không các bạn. Áo phát ờ. Đấy có mì da, cái mì nó. Trời ơi, áo ngoài chợ mọi người ơi. Bự nữa. YouTuber mà áo phát. Trời ơi, chú cha. YouTuber cũng nó bự vậy ơi. Trời, mình nhét vô tô không vừa luôn. Mình nhét vô tô không vừa luôn á nha. Đó, nè, coi bẻ ra nè. Mình phải cần bẻ ra, trời ơi. Trời, có cái thằng để đằng sau nữa. Đúng bồi bộn luôn mọi người. Ok, mình bẻ ra hai miếng này. Đó, bẻ ra hai cái này. Gói gia vị. Ồ. Gói gia vị ở trong và bây giờ mình sẽ có người. Chút tóc em được chức mọi người ơi. Mình để mình nấu cái này nha. Ok và các bạn sẽ quay lại. Ở đâu mà tìm được kìa. Tôi vô á. Trên đồ của ông á. Nhưng mà tôi đồ hai chú bi nha. Intro đàng hoàng. Rồi nghe nhạc đã đi á mọi người. Đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cái năng lượng bút subscriber của mình. Cái video này mình thề rất là mắc cười luôn. Chúng ta sẽ làm mì cây. Nhưng mà mình đã trụng mì rồi. Mình đã trụng mì rồi nha. Ôi chói quá. Ôi chói quá. Tôi cũng đang chói quá nè. Đã đủ rồi nè bạn. Ôi mặt đã... lúc này chưa có mụn mấy bạn ơi. Đã chung mày. Láng mình thật sự. Nó cạnh đâu. Ok, chung được như rồi. Nó dùng mì mà tôi tưởng nó làm cái gì á anh em. Quẩy thôi. Ta chỉ cần... Giờ chúng ta giống như là nó ăn cay lắm vậy. Má ơi. Má ơi chán thật sự. Tao quay cái tao để cái cam kiểu gì tao không hiểu. Tim mình đập bình bịch rồi đó bạn ơi. Tim mình đập bình bịch rồi. Tại nó ăn mì, tim mà bình bịch. Cắt này ra đúng không? Đâu hồi đó cái mì cay này là nhiều thử thách, nó sợ người ta sợ lắm ba. Đó, rồi là đó. Này là gói nêm. Này là gói nêm. Cắt đi mình bỏ qua này. Ờ. Đù, bây giờ mình xôi thì mình mới thấy được một điều là mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy không? Hi Ha xài lót chuột. Cái lót chuột đó là như Overwatch.
Đó. Cùng với con chuột Overwatch. Đừ, đúng là thanh niên. Xài tất cả. Trời ơi, nó vô hại vậy. Con chuột, cái màn phén lên con. Ồ, còn mọi người ơi. Giữ thần thiệt. Đúng là người mà sử dụng. Bạn có biết clip này hồi là năm 2016 rồi đó. Ghê thật sự. Rồi mình bắt đầu tiếp nha. Để coi gì, để dưới là gì. Thử thách mì cây cấp độ 7. Ăn mình 4.000 subscriber. Trời ơi, 4.000 bạn ngày xưa coi Hi Ha từ 3 năm trước. Hiện tại có còn coi Hi Ha không thì hãy comment cho mình biết nha. Công nhận Hi Ha dễ trâu thật ấy. Đó. Trẻ cái đầu, một ký đầu cũng được. Ôi. Oh, xe. Trời ơi. Và đây là gói ớt. Ồ, gói ớt nha. Ăn ớt mà đã không nổi đâu. Trời ơi. Vậy mà để cho cố vô mọi người. Mình xin mình ăn không hết đâu gì á, mình ăn không nổi. Trời ơi, vậy mà mình ăn bị cay cấp độ 7. Trời ơi, kiểu này là phải cho ăn lại đó mọi người, quá sai. Này là bỏ ông đâu có công khai video này đâu. Ông bị nói quá mà. Trước sau mình cũng sẽ cho ăn lại, mọi người yên tâm, trên channel mình sẽ bắt Hi Ha ăn mì này lại cho mọi người coi. Hết gói ớt này. Nhìn cái gì? Tiếp tục nha mọi người. Chứ không có ớt đó. Bỏ. Rồi. Tôi nói thiệt á, tôi nhìn nó làm gói mì hồi nãy giờ tôi ngồi tôi làm xong luôn rồi đó. Nó ngồi mà nó mồi à. Canh cắt cái ớt ra phải giới thiệu cho mấy bạn coi đồ. Đó. Ê ê ấp ồ ồ ấy da. Đó cái kéo rồi. Ê ê ê ui da. Bắt đầu ấy da. Đó. Nè chế vô nè. Oh shit. Ủa, Ocean là gì hả mọi người? Chiến đang ăn mì Ocean. Hơn nửa bịch rồi, trời ơi. Vậy cái đó mà hơn nửa bịch hả? Hơn nửa bịch á. Ôi. Túi tiền luôn. Còn xíu rồi. Ôi, điệu ghê, đụng này vô là túi tiền luôn á. Mùi làm tôi điên lên vì nó luôn mấy bạn. Trời ơi, thanh niên hát thêm bài hát của người ta. Người ta là gì, mùi làm tao phát điên lên vì nó, đồ đó mọi người. Trời ơi, người ta làm mày điên giấu cái gì đó không mày. Yo, anh em mình đừng tương tán quá chili. Đúng là trời ơi thôi. Thầy quỳ luôn. Sợ Hi Ha được mọi người đó. Có cái mặt nè. Trời ơi. Mà không, cái mặt này góc cảnh hơn bây giờ mọi người. Mặt Hi Ha giờ cũng có miếng nọng rồi đó. Ngày xưa là không có nọng luôn. Công nhận. Không có mụn luôn. Like cho da mặt đẹp giống mình. Đà. Đó. Trộn sẽ... mì nè. Đó. Ủa, trộn đều lên nha. Và bắt đầu chúng ta sẽ... quẩy. Quẩy đó. Holy shit. Ồ vậy đã holy shit nữa. Đó, coi trộn rồi. Trộn thấy ghét không? Trộn mà tôi tưởng đánh trứng không á mọi người. Đó, đều màu rồi kìa. Làm gì vậy? Làm gì vậy chờ? Làm trò gì vậy chờ? Ăn mì mà làm như tập dưỡng sinh vậy? Khó chịu quá. Trời ơi. Trời ơi, Hi Ha chảy trâu kìa. Này, đâu. Rồi nhìn muốn ăn rồi mọi người. Còn khóc nữa chứ, chán dễ sợ. Chắc mình có lẽ cần thêm chai nước. Các bạn đợi mình để mình lấy chai nước nha các bạn. Trời ơi, tôi nói thiệt, tôi mệt với nó ghê. Video của nó không 16 phút mà nó làm mì hết 10 phút vậy anh em. Giờ đi ly nước. Đầy đủ rồi đó, đầy đủ. Các bạn, mình đã đầy đủ đồ dụng cụ. Đồ chai nước có chữ lia kìa mọi người. Ghê thật. Mua dù gọi dữ lắm nè. Đây. À, tụi mì à. Khoe hoài ăn đại đi trời. Sao để tôi nói mà vậy trời. Mình sợ quá. Ok ăn nha. Giờ tụi mình cùng xưng si nè mọi người. Dễ thấy nè. 1 2. 1 2 luôn. Cay lắm á. 1 2 cay lắm á. Ok go. Cứ ho hoài à. Đó, ghê ta. Đó, ghê ta hút rồi. Đó. Ủa, cái mỏ rồi. À, trời ơi, mặt nhăn rồi. Trời ơi, không khác gì con khỉ. Trời ơi, mới ăn con đũa đã uống nước rồi. Mình không nên á, khi ăn cay chúng ta uống nước mọi người hiểu không? Mình nên là cố mà ăn đúng luôn. Ra là mình ăn uống xong nó còn cay nữa. Nhưng mà... không có sữa. Chai nước nào? che mất tô mì. Ok, giỏi á cưng. Đó, ăn tiếp đi nè, nè. Tôi nói cái thằng này nó ăn mà nó ngu ghê mọi người. Người ta phải dẹp cái đồ mà cái để cái miếng nghe miệng. Đó, trời ơi, vừa nói lấy ra luôn á. Chuẩn, hay á. Để nó dính một cái là thôi rồi, bỏ luôn cái tai nghe. Hay,
Wow. Khi mà phun ra lửa luôn. Không mất sao quá. Mình là đàn ông mà. Ok, mình là đàn ông hả? Ok, mình là đàn ông mà. Ồ, coi rồi. Trời ơi, thương ơi nha. Mình giáp bộ rồi. Tiếp. Tiếp nè. Cố lên. Hì à, cố lên. Ôi, tôi không biết có uống hết chai nước nè, trong cái bị chay rồi. Mình nhìn thì mình thấy nó cũng hơi hơi cay cay vậy đó, nhưng mà mình nhìn là mình muốn ăn đó mọi người. Cái kiểu cái miệng thì ăn rất là ngon ấy, làm cho mình rất là muốn ăn luôn. Làm gì? Sặc mặt lòng. Sặc mặt lòng là gì? What the hell? Sặc mặt lòng là gì? Ê ha. Sặc mặt lòng là gì? Sặc mặt lòng là gì? Trời ơi. Không thể trả lời được mọi người, quê quá. Úp mặt vô gói khóc hù 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 rồi. Nhục quá mà. Ok, tiếp tục nha. Sặc mặt lòng. Mọi người có hiểu câu đó thì comment bên dưới cho mình biết nha. Không sao. Đó. Tiếp. Không sao. Tiếp. Ghê thật. Đấy. Đó. Đúng là thanh niên trẻ trâu khi hai chu bi. Rồi nè. Dữ. Nãy giờ chú khớp nước thứ hai. Mình có để ý nha. Là trời. Trời ơi là trời. Nhìn muốn ăn ghê ấy. Đã uống hết nước thứ hai mọi người ơi. Dung chân luôn rồi, dung chân, dung tay hết rồi. Trời ơi. Mắc cười quá. Ôi, cái mặt đã chót à. Cái can thứ hai kìa. Ôi, cái can thứ hai không thấy được, đợi mình một tí nha mọi người. Tiếp tục. Đây mọi người, mình vừa chuyển cái cam để mọi người có thể thấy được cái mặt phía trước của Hiền Hà. Thôi rồi. Sợ được chứ. Thôi rồi, khóc luôn. Chảy nước mắt. Khóc luôn, trời ơi. À, coi cái mỏ kìa. Nhìn muốn giả con cá chết ghê. Ôi. Hồi nay đã đeo cái tai nghe, mọi người còn vuốt tóc nữa. Vuốt bằng quát đồ. Điệu thật. Đấy, đấy. Trời ơi, hớp nước thứ ba nha mọi người. Rồi. Tôi thấy là cái mỏ hi hà sừng rồi đó. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Nghe không mạnh mẽ mà đau lòng ghê. Ờ, chạy trâu đi đâu vậy? Chạy trâu đi đâu vậy? Gì vậy? Đóng cửa lại làm gì? Sao lại đóng cửa lại? Cay quá. Cay quá. Những mày đã ăn mì cay nữa, tao ăn mì cay là không có cay, không có cay vậy vậy đó. No. No xanh. Đây. Hớp nước từ từ. Đấy, thanh niên nè. Tôi nói thật, tôi là ổng, tôi sẽ cố tôi ăn. Uống chỉ một lần, hai lần thôi. Cho hết cái tô đó. Càng uống nhiều thì càng cay thêm thôi. Tôi ăn xong. Tôi ăn biết xong á, là ông túi, ông ăn mì cay này tôi thấy tội thiệt. Quay qua. Ô, mình vừa phát hiện ra một điều này. Vậy anh chuối, ông chuối ở đây hi ha nói, mình nghĩ là anh chuối đó chính là Ups Banana. Mình nghĩ là từ lúc này hi ha, từ 4 ngày subscribe của ông đã bắt đầu hâm mộ chuối. Tôi nghĩ điều này mọi người à. Nè mọi người tiếp tục lắng nghe câu này nha. Cay. Ô chu cha luôn. Mai là tôi biết ăn cay rồi đó. Đấy mọi người có thấy không? Có thể tua lại cái phần đó mọi người để mọi người có thể coi nha. Ông chuối đó, vậy là đã coi clip ông chuối từ cái thời này rồi. Mà bây giờ đã chung tim, lại chung tim với ông chuối. Thanh niên đã thực hiện được mơ ước của mình, chung tim với ai ta? Thần tượng của mình đây. Đó, trời ơi, hãy như hi ha mọi người à. Hãy cố gắng như hi ha. Một tấm gương để noi theo đó. Được chung với thần tượng của mình. Đấy. Trời ơi, nghĩ mệt xíu vậy. Nghĩ mệt, mãi noi cái nghĩ mệt. Ok, và thử thách của chúng ta hôm nay, ta đã hoàn thành.
gì hết này. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Đừng quên ấn like và mình subscribe để ủng hộ cho mình. Thêm mình nhiều subscribe nữa thì mình đã làm nhiều lắm. Để anh mình... Để anh... Cay quá. Bây giờ nó cay rồi bây giờ. Ai không ăn cay được đừng có ăn giống mình nha. Chết luôn hết. Về không, về không, khiến cháo. Subscribe cho mình nhiều để mình có nhiều động lực hơn để mình làm video. Ăn mì cay như thế này nữa nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp để tới mắt trước vậy nha. Của mình và luôn ủng hộ mình nữa nha. Và mình sẽ cố gắng làm thêm không uổng công của mấy bạn. Cái gì vậy ta? Sao lúc nào cũng lai lai vậy? Và rất là cảm ơn các bạn đã cho mình 4.000 subscribe. Trời ơi, 4.000 subscriber nhưng mà 4.000 subscriber nhưng mà bây giờ 4.300 rồi mình mới đăng. Ok và cảm ơn các bạn. Bye bye. See you when high five. See you when high five. Rồi không? Đấy. Ok mọi người ơi, đã hết video đây. Ok mọi người ơi, và cuối cùng đã hết video của Hi Ha. Sau khi có video của Hi Ha, mình xin kết luận một điều là thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Và nên khuyến cáo mấy bạn là ai còn nhỏ ăn cay được thì cũng tốt. Mà không ăn cay được thì đừng bao giờ ăn cái gói mì giống như nha. Mình nói thật, mình đã ăn thử rồi. Nó rất là cay. Thật sự là rất là cay khi mà mình không biết á. Mình bỏ hết nguyên một gói bột của nó vô. Không phải là gói bột mà cái gói là gói tương của nó đấy. Rất là cay, mình khuyến cáo luôn. Còn ai mà môi mỏng quá, muốn nó dày mà bự như 200 clip như thế này nè, thì cứ ăn mì cay. Cứ tập mà ăn đi. Ăn đi nó cay lên, cái mỏ mình nó sưng lên ấy. Nó sẽ to từ từ. Đấy. Và mọi người ơi, như là cuối clip Hi Ha có kêu là mọi người hãy tiếp tục đăng ký cho Hi Ha. Mà mình cũng biết sao nữa, mọi người cứ để ý á. Suốt cái clip Hi Ha cứ nhị hoài mọi người. Like có vấn đề gì hết ta. À quên. À bây giờ hết video rồi, đợi clip sau tụi mình mới sưng si tiếp về Hi Ha được. Còn bây giờ thì kết thúc video, mọi người nhớ để lại cho Jimmy một like, một share để ủng hộ channel của Jimmy đạt lên 200k subscribe. Và mọi người muốn Jimmy làm những cái thử thách gì đó ở 200k thì hãy cố gắng mà đăng ký cho mình, cũng như là like share cái clip này cho tất cả bạn bè, gia đình mình đều có thể coi được. Còn bây giờ thì bye bye. Tạm biệt tạm biệt tất cả các bạn. See you later.